này thiện hiện nhãn thức giới chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa nhãn thức giới riêng có pháp giới nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới riêng có pháp giới nhãn thức giới, giới, giới. giới tức là pháp giới pháp giới tức là nhãn thức giới nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới tức là pháp giới pháp giới tức là nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới này thiện hiện nhãn xúc chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa nhãn xúc riêng có pháp giới nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc riêng có pháp giới nhãn xúc tức là pháp giới pháp giới tức là nhãn xúc Nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc tức là pháp giới, pháp giới tức là nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Này thiện hiện các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra riêng có pháp giới. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm chuyên sanh ra chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm chuyên sanh ra riêng có pháp giới. Các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra tức là pháp giới, pháp giới tức là các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra, Các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, tức là pháp giới. Pháp giới tức là các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra. Này thiện hiện địa giới chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa địa giới riêng có pháp giới. Thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa thủy hỏa phong không thức giới riêng có pháp giới địa giới tức là pháp giới pháp giới tức là địa giới thủy hỏa phong không thức giới tức là pháp giới pháp giới tức là thủy hỏa phong không thức giới này thiện hiện nhân duyên chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa nhân duyên riêng có pháp giới đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên riêng có pháp giới nhân duyên tức là pháp giới pháp giới tức là nhân duyên đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên tức là pháp giới pháp giới tức là đẳng vô gián duyên sở duyên duyên tăng thượng duyên này thiện hiện các pháp từ duyên sanh ra chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa các pháp từ duyên sanh ra riêng có pháp giới các pháp từ duyên sanh ra tức là pháp giới pháp giới tức là các pháp từ duyên sanh ra này thiện hiện vô minh chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa vô minh riêng có pháp giới hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa hành cho đến sanh lão tử sầu than khổ yêu não riêng có pháp giới Vô minh tức là pháp giới, pháp giới tức là vô minh, hành cho đến sanh lão tử sầu than khổ yêu não, tức là pháp giới, pháp giới tức là hành cho đến sanh lão tử sầu than khổ yêu não. Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa bố thí ba la mật đa riêng có pháp giới. Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa riêng có pháp giới. Bố thí ba la mật đa tức là pháp giới, pháp giới tức là bố thí ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa tức là pháp giới, pháp giới tức là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa này thiện hiện bốn tịnh lự chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa bốn tịnh lự riêng có pháp giới bốn vô lượng bốn định vô sắc chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa bốn vô lượng bốn định vô sắc riêng có pháp giới bốn tịnh lự tức là pháp giới pháp giới tức là bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc tức là pháp giới pháp giới tức là bốn vô lượng bốn định vô sắc hết quyển thứ ba trăm tám mươi lăm